Trong chương trình này sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây Tướng NATO cảnh báo Ukraine dính bẫy của Nga Ba Lan hợp tác với tình báo xét đột kích mạng lưới gián điệp của Nga Israel cảnh báo Hamas không nên đặt cược vào quốc tế muốn gặp trực tiếp Mỹ Ngay sau đây là nội dung chi tiết, xin mời quý vị cùng theo dõi trong một cuộc phỏng vấn cho tờ báo La Dipech của Pháp. Tướng về hưu người Pháp Jerome Pellicciani, tổng biên tập tờ Review Defense Nationale, chỉ ra rằng các lực lượng Nga đã đạt được những tiến bộ kể từ khi quân đội Ukraine rút lùi hỗn loạn khỏi Adipka vào giữa tháng 2 và hiện đang tiếp cận Chachovya và Kharkov. Ông Pellicciani nói, trên thực tế, Moscow đã đưa ra một tình thế tiến thoái lưỡng nan về mặt chiến thuật cho Bộ Chỉ huy Ukraine, buộc họ phải lựa chọn giữa việc bảo vệ lãnh thổ trước nguy cơ chịu tổn thất đáng kể hoặc rút lui và từ bỏ lãnh thổ. Vị tướng này lưu ý, ngoài những bước tiến về phía tây Adika, quân đội Nga gần đây đã chiếm được thị trấn Krasnoye, được Ukraine gọi là Ivanivske, phía tây Atimos, tức Bakhmut. Ông nói, điều này phản ánh mong muốn làm kiệt sức kẻ thù. Moscow biết rất rõ rằng Kiev thiếu đạn pháo và bằng cách pháo kích không ngừng vào những vùng lãnh thổ này, Tổng thống Vladimir Putin cuối cùng đã ngăn cản người Ukraine xây dựng lại hệ thống phòng thủ của họ. Đây là một cách buộc họ phải từ bỏ mặt trận và cạn kiệt kho vũ khí, những nhận xét gần đây của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu dường như phù hợp với phân tích của ông Pelis Chani. Phát biểu trước một hội đồng quốc phòng vào tuần trước, ông Shoigu cho biết quân đội Nga đang đẩy lùi người Ukraine và không cho phép họ củng cố các vị trí phòng thủ mới. Theo ông Pelis Chani, quân đội Nga nhắm tới cả Chachovya và Kramatorsk, một ngã tư quan trọng trong hoạt động hậu cần của Ukraine ở Donbass. Ông nói rằng sự mất mát ở đây sẽ là thảm họa đối với Kiev và đặt ra những khó khăn nghiêm trọng về mặt chiến lược và hậu cần ông Pelis Chandy cho biết, Kharkov cũng bị pháo kích nặng nề vào tuần trước và nói thêm rằng Ukraine đang ở thế phòng thủ dọc theo toàn bộ mặt trận và cần gấp đạn dược. Khi mùa xuân chuyển sang mùa hè, người ta lo ngại rằng Nga sẽ tiến hành một cuộc tấn công lớn mới giống như năm ngoái. Trong khi đó, khả năng cầm cự của Ukraine lần này có vẻ kém chắc chắn hơn nhiều so với trước đó. Đây là lý do tại sao Kiev cần khẩn trương huy động thêm quân đội và xây dựng hệ thống phòng tuyến vững chắc hơn. Không khó hiểu khi Ukraine đổ lỗi cho phương Tây về tình cảnh khó khăn của mình hiện nay bận rộn với các vấn đề Trung Đông, những cuộc bầu cử sắp tới và những khó khăn về kinh tế đã khiến các đối tác phương Tây của Ukraine bị phân tâm. Sự bế tắc của Mỹ trong thời gian qua có nguy cơ khiến Nga xuyên thủng phòng tuyến còn thiếu sót của Ukraine. Châu Âu cũng không khá hơn là bao, bất chấp những tuyên bố gay gắt từ Tổng thống Pháp Emmanuel Macron rằng Nga phải bị đánh bại. Dù vậy, trên thực tế, Pháp cung cấp hầu như rất ít phương tiện quân sự cho Ukraine để biến điều đó thành hiện thực, trong khi Thủ tướng Đức Olaf Scholz cũng từ chối hỗ trợ tên lửa tầm xa Taurus châu Âu đã không thể đáp ứng mục tiêu cung cấp 1 triệu quả đạn phá cho Ukraine trong tháng này, mặc dù Cộng hòa Séc đang lùng sục khắp thế giới để bù đắp sự thiếu hụt trên. Tuy nhiên, bản thân Ukraine cũng có những vấn đề của riêng mình, mà đầu tiên là vấn đề lực lượng. Theo Economist, Nga đang chuẩn bị cho một đợt huy động lực lượng khác nhằm chuẩn bị cho cuộc tấn công lớn tiếp theo. Trong khi đó, ở Ukraine, những nỗ lực tuyển bộ binh sĩ vẫn bị mắc kẹt trong vòng xoáy của tiến trình dân chủ, khi hơn 1.000 sửa đổi đã được đưa ra với một dự luật tại Quốc hội nhằm giúp chính phủ có thêm phạm vi để tăng cường quân đội theo nhu cầu. Bên cạnh đó, Ukraine cũng chậm chế trong việc củng cố các vị trí phòng thủ của mình. Chính phủ Kiev vẫn hy vọng về một cuộc phản công mới và lo sợ ý tưởng rằng tiền tuyến hiện tại có thể trở thành biên giới khi mà một phần năm lãnh thổ đất nước thuộc quyền kiểm soát của đối phương và Ukraine đang mất đi phần lớn khả năng tiếp cận biển. Ý tưởng danh giới hiện tại có thể trở thành nền tảng cho một cuộc đàm phán hòa bình trong tương lai là điều mà ông Zelensky luôn muốn tránh. Trong những tuần gần đây, các máy đa của Ukraine đã bắt đầu di chuyển và hệ thống răng rồng đang được xây dựng, mặc dù các chuyên gia cho rằng lẽ ra nó nên được tiến hành sớm hơn. Người phát ngôn cơ quan Gia Trích Dobzinski ngày 28 tháng 3 viết trên mạng xã hội rằng cơ quan an ninh nội địa Ba Lan đang tiến hành các hoạt động nằm trong cuộc điều tra về hoạt động gián điệp của Nga nhằm vào những quốc gia và tổ chức thuộc Liên minh châu Âu EU. Ông nói thêm rằng họ đã thực hiện các cuộc đột kích ở thủ đô Warsaw và thành phố Tichy ở phía nam đất nước. Người phát ngôn Dobzinski cho biết mạng lưới gián điệp hướng tới việc thực hiện các mục tiêu chính sách đối ngoại do Điện Kremlin đề ra, trong đó có làm suy yếu vị thế Ba Lan trên trường quốc tế, làm mất uy tín Ukraine cũng như hình ảnh của các cơ quan EU. Ông nhấn mạnh các hoạt động được thực hiện là kết quả của mối hợp tác quốc tế giữa cơ quan an ninh với một số đối tác châu Âu, đặc biệt là Séc. Séc vừa qua tuyên bố họ đã phá vỡ một mạng lưới do Moscow tài trợ nhằm tuyên truyền cho Nga và gây ảnh hưởng trên khắp châu Âu. Praha cho biết nhóm này đã sử dụng trang tin tức Voice of Europe để truyền bá thông tin nhằm ngăn cản EU gửi viện trợ cho Ukraine để đối đầu Nga. Theo người phát ngôn Dobzhinsky, hoạt động của cơ quan an ninh bắt đầu từ cuộc điều tra hồi đầu năm, dẫn đến cáo buộc chống lại một công dân Ba Lan bị nghi ngờ làm gián điệp của Nga. Không chỉ Ba Lan, cơ quan an ninh của Ukraine cũng cho biết đã bắt hai đặc vụ cơ quan tình báo Nga bị cáo buộc chỉ điểm mục tiêu quân sự nhạy cảm để Moscow không kích. Cơ quan an ninh Ukraine SBU cho hay, hai đặc vụ cơ quan an ninh liên bang Nga FSB đã bị bắt ở Kiev và Odessa sau một chiến dịch đặc biệt. Hai nghi phạm đã tìm cách xác định vị trí của các binh sĩ Ukraine rồi gửi tọa độ cho lực lượng Nga để tiến hành các cuộc không kích. Theo SBU, hai đặc vụ Nga bị bắt quả tang khi đang do thám mục tiêu tiềm năng. Một nghi phạm đã chụp ảnh nhà máy nhiệt điện dường như để giúp lực lượng Nga nhắm mục tiêu cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine cả hai đều bị buộc tội hợp tác với lực lượng nước ngoài và phải đối mặt với án tù trung thân. Trước đó, cơ quan an ninh Ukraina SBU đầu tháng 2 thông báo, cơ quan an ninh này đã triệt phá mạng lưới gián điệp quyền lực do bộ phận phản gián quân sự thuộc cơ quan an ninh liên bang Nga FSB hoạt động tại Ukraina điều hành. Năm người bị bắt với cáo buộc phản quốc gồm các cựu thành viên Tổng cục Tình báo Quân đội Ukraina GUR, đơn vị tình báo đối ngoại và một đặc vụ SBU đang công tác. Theo SBU, Năm nghi phạm này bị bắt quả tang khi chuyển cho FSB thông tin về các cơ sở quân sự của Ukraine, công sự phòng thủ, dữ liệu cá nhân và những cơ sở năng lượng chiến lược. Nhóm này đã chuyển thông tin về hệ thống phòng thủ gần thành phố Odessa ven biển đen, vị trí các bệ phóng rocket ở tỉnh Kharkov, hoạt động điều chuyển quân và phương tiện của Ukraine, theo văn phòng công tố Kiev cho biết. Ngày 27 tháng 3, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã gửi thông điệp tới phong trào Hamas sau khi nghị quyết của hội đồng bảo an liên hợp quốc yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức ở giải gaza nhà lãnh đạo israel nói rõ thông điệp đầu tiên và quan trọng nhất gửi tới hamas đừng đặt cược vào áp lực này nó sẽ không hiệu quả đâu bên cạnh đó đánh giá việc mỹ bỏ phiếu trắng tại hội đồng bảo an qua đó bật đèn xanh cho việc thông qua nghị quyết kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở giải gaza nhà lãnh đạo israel nói thêm tôi nghĩ đây là một bước đi rất kém của washington ông giải thích việc này sẽ khuyến khích hamas áp dụng đường lối cứng rắn và nghĩ rằng sức ép quốc tế sẽ ngăn chặn Israel dừng kế hoạch giải cứu con tin và tiêu diệt Hamas. Reuters cũng đưa tin, văn phòng Thủ tướng Netanyahu đã thông báo với Nhà Trắng rằng họ muốn tổ chức lại cuộc họp về kế hoạch quân sự tại thành phố Rafah ở phía nam Gaza. Các quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ đang làm việc với Israel để ấn định ngày tiến hành cuộc họp. Trước đó, Nhà Trắng cho biết họ có ý định chia sẻ với các quan chức Israel các giải pháp loại bỏ nhóm chiến binh Hamas ở Gaza mà không cần phải mở một cuộc tấn công trên bộ ở Rafah điều mà Washington cho rằng sẽ là một thảm họa. Trong khi đó, nhật báo al Akbar đưa tin, sau thất bại của vòng đàm phán ngừng bắn ở Qatar, Israel sẽ không nhượng bộ Hamas và đang nỗ lực chuẩn bị cho một cuộc tấn công đổ bộ vào thành phố Rafa sau khi tháng Ramadan kết thúc. dẫn các nguồn tin Ai cập, tờ báo thân Hezbollah cho biết thời điểm tấn công sẽ là sau lễ al ngày lễ ba ngày nối tiếp tháng Ramadan của người hồi giáo và sẽ kết thúc khoảng ngày 12 tháng 4. Muộn nhất cuộc tấn công sẽ diễn ra đầu tháng năm tới. Cũng theo nguồn tin nói trên, kế hoạch tấn công Rafa sẽ kéo dài 4 đến 8 tuần, diễn ra đồng thời cùng các nỗ lực di rời khoảng 1,5 triệu người Palestine đang trú ẩn chiến tranh tại đây di chuyển về miền trung của Gaza. Hôm 26 tháng 3, các lực lượng vũ trang Jordani phối hợp cùng ba quốc gia khác đã tiến hành năm đợt thả hàng viện trợ xuống các khu vực ở phía bắc giải Gaza. Hãng thông tấn nhà nước Petra đưa tin, Jordani đã điều hai máy bay, trong khi Ai Cập, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE và Đức, mỗi nước điều một máy bay tham gia hoạt động chung này quân đội Jordani khẳng định sẽ tiếp tục gửi hàng viện trợ nhân đạo và y tế tới giải Gaza. Đồng thời nói thêm rằng, không quân Hoàng gia Jordani đã tiến hành 156 đợt thả dù mang theo hàng cứu trợ xuống Gaza, kể từ khi bắt đầu xung đột israel hamas Cùng ngày, các nhà lãnh đạo quốc phòng Mỹ đã gặp Bộ trưởng Quốc phòng Israel Joab Galan để thảo luận về tình hình ở Gaza. Phát biểu trong một cuộc họp tại Lầu Năm Góc, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nói rằng con số thương vong đối với dân thường tại Gaza là quá cao, trong khi những đợt chuyển hàng viện trợ là quá chậm. Ông Austin cũng cho rằng Israel cần có những giải pháp khác liên quan đến hoạt động quân sự ở phía Nam Gaza, nhấn mạnh việc bảo vệ tính mạng cho người dân. Trả lời báo giới sau cuộc gặp, một quan chức lồng năm góc cho biết, Bộ trưởng Israel Galan đã cam kết giải quyết những vấn đề mà phía Mỹ nêu trong cuộc họp.